ngày 1 thứ 3 là nằm chờ đi. Đúng hết không? Bớt hết rồi. Đi dễ chịu lắm bây giờ, êm lắm. Có người tôi xuất hiện qua mà. Đây này là lớn nhất. Đây là nhân vật ông Phạm Đức Khẩu mà chúng ta đã tiếp xúc nhiều lần về những cái vấn đề chính trị. Hôm nay chúng ta lại nói về vấn đề thời trang. Quý vị muốn có nụ cười đẹp, ăn nhai ngon miệng, nói chuyện tự tin, xin mời đến Smile Again Dental Center, trung tâm nha khoa hiện đại với hệ thống phòng lab làm răng ngay tại chỗ, chuyên về răng sứ thẩm mỹ, răng giả tháo lắp, đặc biệt cấy răng implant toàn hàm Onon-6 với kỹ thuật đắp xương bằng plasma của chính bệnh nhân, giúp rút ngắn thời gian điều trị, mang lại kết quả bền đẹp. Smile Again sử dụng các thiết bị digital và laser tối tân nhất trên thị trường, từ máy đo hàm 3 chiều, máy scan lấy dấu răng đến máy in răng sứ Zirconia, giúp làm răng nhanh chóng cho quý vị ở xa với độ chính xác tuyệt đối, thuận tiện và an toàn. Smile Again Dental Center ngay góc đường Magnolia và Hazard. Điện thoại 14-248-9883, 714-248-9883. Khởi đi từ cái đôi giày của ông Phạm Đức Khẩu mà do ông Vũ Công Lý đề nghị là nên phỏng vấn ông Phạm Đức Khẩu về đôi giày và chiếc vớ này. Ông nói đôi chút. Đôi giày là chuẩn mới anh Linh là tin đấy. Yeah. Ông mua đôi giày này ở đâu ạ? À? Macy. 150. Nhưng mà nó bớt 25% thì là mình là người mua của nó, hàng của nó, cơ thể của nó bớt 25%. Có thể nói rằng hôm nọ tới nhà ông thì ghi nhận là ông có rất nhiều giày, rất nhiều quần áo. Cho nên có lẽ là mỗi khi mà ra đường mà lựa một cái đôi giày hay là một bộ quần áo nào, nó đều có lý do của nó, đúng không ạ? Dạ, thì ra thì vậy, già rồi còn đi ngựa luyện thôi. Dạ. Còn ngựa đi đâu. Hình như là nhìn thấy là cái đôi giày này nó với gam màu đỏ, màu nóng thì ông lại phối lắm với lại chiếc áo cũng gọi là Levi đấy. Như vậy. Levi. Có phải là ông cố tình phối cái màu sắc nó như thế? À, dạ đúng, cũng ngồi chỗ luôn, cả quần, cả áo, cả giày nó luôn. Dạ. Luôn. Tức là mỗi khi mà mình mặc đồ mình phải có phối màu hay không ạ? À, thì đúng, nó phải match với cái quần áo, nó phải đi tương xứng cái màu đó. Anh biết tại sao không? Dạ. Là tôi làm quần áo mà. À, làm về quần áo. Làm về quần áo, từ sang bên tôi làm quần áo rồi. Phối màu mà có phối cả kiểu không ạ? Đúng chứ, phải là mới, kiểu mới. Áo này Guess đấy nha. À, hiểu Guess đấy. Dạ. Thế thì cái quan điểm của ông về ăn mặc nó như thế nào? Dạ, cái ăn mặc thì bên Mỹ này thì nó hơi cẩu thả, nhưng mà nếu mà anh mà thích thì thích diện thì phải mua cho cái màu sắc đó. Bạn tôi làm về quần áo lâu rồi, ngay 75 trong 76 tôi làm nghề quần áo rồi, thành ra nghề quần áo thành ra các cái màu sắc nó phải mép với nhau. Nhiều người nghĩ rằng là phối màu mà mặc quần áo là tối thiểu là phải mặc đồ hiệu thì nó mới đẹp. Ông nghĩ như thế nào không, về vấn đề đồ hiệu? Đồ hiệu cũng là một phần thôi, và đồng thời nó phải mặc các cái màu sắc cho nó đi với nhau. Màu sắc đi với nhau, đừng có để chân anh mặc còn đỏ áo trắng chẳng hạn thì cái này là không đúng rồi. Hay là đồng cái áo mà nó xanh biết đi mà anh mặc quần vàng nhỉ? Cái đó là nó không có mát. Tại sao nó không mát ạ? Là bởi vì cái cooler đó, thì anh nhớ là cooler đó, người khi ta pha màu đó, người ta phải pha những cái màu, anh thấy con bướm bướm không? Cái là thượng đế pha màu cho con bướm bướm, anh nhìn con bướm bướm anh như thế hết hồn, tất cả những màu sắc của con bướm bướm đều nó là thượng đế đó, cái là thượng đế đó, chứ không ai làm ở nhà mà trời sinh những con bướm bướm. Anh thấy cái màu sắc của con bướm bướm không, nó đen trắng hoặc như là nếu mà nó lâu thì nó những cái màu sắc cánh của nó nhạt hay là nó không bao giờ nó lộn xộn, đẹp một cách hài hòa. Cái đó là tôi phải công nhận, khi mà tôi chơi bướm, tôi có chơi bướm, chơi sport chơi bướm sưu tầm bướm đó, thì lại thấy thì khi mình nhìn các cái màu sắc của nó, mình thấy quả là thượng đế làm chứ không phải loài người. Bây giờ mình
mặc đồ hay là pha màu gì, có lẽ người ta cũng dùng cái con chim hay con bướm bướm là cái màu sắc tự nhiên thượng đế nét làm nó như thế. Còn loài người bây giờ mình mới nghĩ ra cái thực sự ra là nó có sẵn của những cái con chim hay là cái con bướm là cái màu đó. Sắc của nó rất là đúng. Vậy thì có thể nói rằng là cái gu về thời trang của ông nó có ảnh hưởng tới cái việc từ cái việc mà ông sưu tầm bướm bướm hay không? Không phải. Cái đó là tôi sưu tầm tôi chơi thôi, cái con bướm thì nó khó lắm. Tại vì nhiều nơi bướm bướm để sưu tầm. Cái đó tôi chờ họ nhiều người cũng chơi, cũng như là chơi tem đó. Cái tem thì như lâu rồi nhưng mà. Coi như ý nói rằng là cái phải là cái gu thời trang của ông cũng ảnh hưởng từ cái việc mà ông quan sát về cái sự cái đẹp của con bướm bướm hay không? Là không, tôi anh được cái này là tôi đã trong phần ở Sài Gòn hồi xưa tôi có làm mặt nhiều rồi thì mà tôi là sang đây tôi làm về nghề quần áo đó, thành ra mình thì là còn dốt nhưng mà những cái người mà design đó, những người fashion design đó người ta dành hơn mình, người ta học, người ta dành hơn mình, thành ra họ may cắt đồ đó, tôi làm đồ cho họ, đây tôi biết được cái đồ nào màu nào đi với cái gì. Chắc chắn rồi, nhìn thấy cách mà ông ăn mặc là người ta có thể thấy ngay cái sự hài hòa từ phong cách cho tới màu sắc. Thế thì bây giờ nếu mà nói rằng ba cái điểm gọi là nên trong vấn đề ăn mặc đối với ông là gì? Ăn mặc thì xin thưa với anh đó là một cái 3-4-5 ba điểm ở thế giới này đó. À, cái vấn đề mà mặc đồ đó thì phải nói là rằng cái nước mà kiểu có màu sắc là Italy, là đào rồi sang đến Pháp rồi bên Mỹ này đó, là cái fashion đó là nó ở New York đi trước rồi Cali đó là sau này. Sau một năm các cái design đấy mà thường thường như là San Francisco thì họ mặc đẹp hơn vì nó trời nó lạnh, còn Los Angeles thì xin thưa với anh là dưới này đó, LA là ăn mặc hơi cầu thả vì cái xứ nó nóng á, hơi cầu thả, mặc fashion cũng là đi sau của người ta, cho nên tôi xin thưa với anh là người mặc thường á thì họ mặc cầu thả. Nhưng nếu mà anh đi thì tôi lại làm cả business nữa, thành ra quần áo là có thể mặc rất là đàng hoàng. Cái lúc tôi đi chơi thường nó khác, cái lúc mà đi nhảy đầm nó mặc đồ khác, còn lúc mà đi ăn tiệc mặc đồ khác, từ cái cà vạt, từ cái sơ mi, từ đôi giớ cho đôi giày, tất cả nó phải. Khi ông đã nói khác như vậy có nghĩa là chắc là nó có phải có cụ thể. Thế thì đi thí dụ như là đi nhảy đầm thì cái tiêu chuẩn mặc của nhảy đầm là gì? Tôi đi nhảy đầm đó, nếu mà nhảy đầm mà lịch sự ra thì là đúng là protocol với là mặc đoàn hoàng, dép dép đoàn hoàng, cà vạt tay dép. Nhưng mà nhảy đầm bây giờ ở quần cao này thì nó là loạn xài đầu lên thì anh mặc sơ mi thôi, nó nóng mà. Nhưng mà quần nó phải ôm, áo nó phải ôm, giày nó phải giày nhảy đầm chứ không thể đi giày thường mà nhảy được. Anh ra đi nhảy đầm đó, xin thưa anh nếu mà nhảy thì tôi cũng chơi, tôi cũng là người dân professional về nhảy đầm chơi. Chuyên nghiệp. Ông nhảy bao nhiêu năm rồi ạ? Dạ, từ trẻ bây giờ. Nghĩa là khoảng cỡ chừng 50 năm chưa? 50 năm rồi. Thì hoặc là hơn? Hơn, từ Sài Gòn. Cho nên đi nhảy đầm đây thì thật cho nó, mấy các bà bây giờ họ cũng phải đi giày nhảy đàng hoàng. Mua đó mình mang vô cũng được vì cái loại giày nó nhẹ và nó mau hơn đấy, thành ra không phải là anh đi ở ngoài đường mà phải đi giày thường thôi, trong đó tự cởi ra thay giày khác, cái giày nó nhẹ mà nó mau hơn đấy, phải dắt đi ra ngoài cũng được, thành ra các anh phải vào sàn nhảy mới đi vào thôi, sàn nhảy mới đi vào, đi ngoài nó hư liền à, nó hư liền, nó cạ xuống mặt đường, nó hư ngay, cái giày nó nhẹ lắm. Nó làm như là giày hàng mã nhưng mà nó nhẹ. Mấy kia đi rồi thì anh phải đi giày nhảy đầm. Ông giờ đây ông vẫn còn xin ông tiếp tục.
thì quần áo thì mặc của nó ở đây thì nó nóng, nhưng mà các thì áo ngắn tay hoặc như là áo nhẹ mỏng, quần nó phải bó sát một chút xíu để cho nó dễ nhảy. Giày thì là giày như tôi vừa trình bày là phải giày 25, phải giày như thế thì mình nhảy thì là nó thông thả. Đó là tiêu chuẩn để mặc ăn mặc khi đi nhảy đầm. Thế thì giờ đây thì ông có còn đi nhảy đầm hay không? Còn thấy có đi vài lần. Tuần đi vài lần? Dạ vâng. Ở tuổi gọi là U90. Không phải, ở thành phố đó thì là không, hiện nay là ông ở tuổi U90, một ngày đi nhảy đầm vài, một tuần đi nhảy đầm vài lần. Vài lần. Thì chiều nay có thể chiều nay hoặc chiều mai, đêm mai thì tối mai tôi là cũng đi rồi. Thường thường là cuối tuần thôi ạ? Không, ngày thường cũng có, nhưng mà thường thì vì ở đây người ta nhảy 7 ngày trong một tuần mà. Wow. Cái chỗ mà họ dạy nhảy, thành ra họ nhảy 7 ngày trong một tuần. Thì mình cái việc đi đó, thì mà thường thường có đi 2 lần. Còn ít ra thì bận thì đi 1 lần. Nhưng mà xin thưa anh thế này, đi nhảy đầm ấy, đó phải là cái xấu. Nhảy đầm tức là một cái exercise, một cái thể thao. Thể thao chứ không phải đến càng nhảy càng khỏe. Vâng, càng nhảy càng khỏe chứ không phải vô đó để ôm người đàn bà. Người ta xấu đi xấu, tưởng là đi nhảy đầm là xấu, nhưng mà thực sự cái nhảy đầm ấy là nhảy chứ không phải là vô đến để ôm người đàn bà. Mình phải nhảy cái người ta biết nhảy, và là mình nhảy chứ không phải là cái start, cái đó là thể thao và nghệ thuật nữa. Vâng. Mà anh cũng là phải, nếu mà người nào muốn đi nhảy đầm thì phải học, phải có mà học. Quay trở lại cái vấn đề ăn mặc thì nếu mà nói ba điều cần tránh để mà luôn luôn ăn mặc đẹp theo ông là ba điều gì? Ba điều cái ăn mặc thì tránh phải là tài hạn, nghĩa là bởi ở Cali thì nó khác với người khác. Cali thì là nó khí hậu nó khác, buổi sáng thì nó mát, buổi trưa nó nóng, buổi tối nó lạnh. Thành ra buổi tối là anh đi anh mặc đồ nó khác với ban ngày. Thành ra nó hơi lạnh lạnh một chút thì nó đồ. Thành ra mặc đồ nó và anh phải mặc đồ cho nó đàng hoàng và nó mát. Thì đi nhảy thì ok thôi. Có đúng là thời trang càng mắc chừng nào thì càng đẹp chừng đó hay không ạ? Là không cứ anh ạ, nó cái quần áo thì là nó cũng vừa phải thôi, bởi vì Cali này thì nó không có đòi hỏi những cái đồ như là như San Francisco hay là New York. Ở đây thì mình cứ đi nhảy đầm thì không có đòi hỏi nhiều lắm, đồ nó khác. Và anh đi làm ăn đi thì cái đồ nó phải đắt tiền, nhưng mà đồ mà đắt tiền xin cho anh là đồ Italy là mắc nhất, đồ siêu, đồ nó đắt lắm. Thế thì có phải rằng là dân châu Âu ăn mặc đẹp hơn dân Mỹ hay không? Vâng, thời trang hay không ạ? Thời trang là họ đi trước 11 năm, nhất là Italy. Thành ra biết ở đây những đồ Italy là very expensive. Đáng lắm. Có vẻ như là ông rất ưa chuộng cái thời trang Ý hơn tất cả những nơi khác. Dạ vâng, cũng mặc không bây giờ thì Mỹ giờ nó cũng ra nhiều cái đồ, cũng như áo to mặc đây là Levi. Còn cái này là cái hiệu Guess, thì Guess bây giờ nó may cũng đẹp lắm, nó cũng có cái design nó cũng đẹp lắm, nó không còn đồ của Ý thì thưa anh, cái sơ mi của nó tới cả 100 mấy đồng, đắt lắm, cái quần nó cũng là 100 mấy 200 đồng, đắt lắm. Đồ Ý thì thực ra thì ví dụ như là một đồ như là siêu hay là đồ cashmere, những đồ đó xin thương anh bằng bọc. Một cái vest của cashmere nó vào khoảng độ 600-700 đẹp không? Một cái sơ mi nó nếu mua ở dưới nó gọi là tiếng Việt Nam tuyệt vọng là xuống là Sắc Fifth Avenue thì một cái áo sơ mi của nó, của đàn ông á,
không có nào dưới 100 hết. Đó là những hiệu thời, những cái hiệu cửa hiệu bán đồ thời trang tương đối mắc. À, theo ông thì có một vài cái sơ mi của sắp hết bao nhiêu hay về nóc thơm, nó thường thường bây giờ thì tôi mua già rồi không quan trọng lắm, thì nhà mua đồ Macy nhiều. Thế thì đồ Target với Walmart có được không ạ? Dạ, cái đồ đó đồ dân đồ dỗm đó phải không? Bây giờ thì thường thường hồi xưa tôi làm cái đồ nó cũng nhiều lắm, nhưng mà các cái hãng như là nó đắt lắm, như là Saint John hay là John Martin, đàn bà thì họ thường lại mặc John. Ở Việt Nam có một số vài thương hiệu đồ, ông có bao giờ mặc tới chưa? Có chứ. Thương hiệu gì của Việt Nam ông hay mặc? Ở Việt Nam thì đâu có, đồ Việt Nam không có làm công. Có thương hiệu thời trang nào mà ông biết tới không? Việt Nam họ làm đồ cho người ta chứ họ đâu có, họ có được, họ có ra được kiểu. Họ là may, họ là gia công thôi chứ họ đâu có ra kiểu. Theo ông là một người rành thời trang thì chưa hề biết tới một cái thương hiệu thời trang nào của Việt Nam cả. Ở Việt Nam bây giờ họ có may cho nhiều hãng nhiều lắm. Nhưng mà gia công? May gia công thôi. Còn đang nói về thương hiệu riêng của họ đó. Họ không có thương hiệu. Không có thương hiệu. Nếu có cho nên thì vớ vẩn, đó là loại tên tầm bậy tầm bạ thôi, không có. Ngay Mỹ còn chưa có, cũng có một vài hiệu thôi. Chứ chưa đừng nói là Việt Nam. Chính Mỹ cũng không có nhiều lắm. Mà trở lại bộ đồ ông đang mặc trên người. Theo ông thì cái vấn đề mà đi giày nó có cần đi giày hoặc đi vớ, nó có cần thích hợp với lại cái quần áo mình mặc hay không thưa ông? Thì anh thấy tôi đi giày rồi, đi giày này phải đi giày lớn này, phải đi áo màu này, áo jacket màu này, đó, nó match. Nó phải hợp với nhau, đi với nhau. Đi ra match rồi đó. Chứ không phải bả đôi giày nào cũng vào với cái áo nào hết. Không được, đi giày đen, mặc đồ nào đi giày đen thì nó không đúng. À, mặc đồ này không đi giày đen được. Không đi giày đen được. Đi giày da nâu. Da nâu. Đôi giày tôi đi đó là Steam mới bây giờ đó. Mỹ nó quảng cáo dữ. Trăm rưỡi đó. Trăm rưỡi đấy. Trăm rưỡi. Nhưng mà tôi có cái thẻ của họ thành ra members của nó thì nó bớt cho 25%. Cuối cùng lời khuyên của ông cho những người trẻ về vấn đề thời trang là gì? Nếu mà theo ý tôi là tôi không phải là ấy, nhưng mà nếu mà anh mặc đi chơi thì chúng ta mặc cái gì cũng được, nghĩ mà. Nhưng mà nếu đi làm thì là phải ăn mặc bằng hoàng. Như trước thì tôi làm một cái comedy cho Rui Hiu, tôi làm cháu solo luôn luôn phải mặc, phải thất cả vạt, phải mặc áo vest, dâu phải để bao nhiêu inch, tóc không được để mà kiểu tóc hippie là nó không cho. Và đàn bà đi làm mặc quần jean cấm, phải mặc váy, mặc còn mặc quần tây thì là mặc phải bộ đòn từ quần tây với áo vest bằng hoàng chứ họ không cho mặc cái kiểu mà mặc lộn xộn. Đàn bà không được mặc quần jean, mà mới mặc quần tây thì phải mặc áo vest, còn mặc áo đầm đó, đàn ông thì phải thắt cà vạt toàn hoàng, dùng cái mặc đồ bình thường cũng được nhưng mà phải khác cái áo có với nhiều hãng ở đây người ta bắt buộc cái vậy. Nếu mà anh mà làm cái việc mà như gọi là engineer hay là anh làm như là counselor của một cái company đó thì anh phải mặc đồ, nó bắt anh phải mặc đồ, từ mặc đồ cho đến râu để như thế nào, tóc cắt làm sao đó, chứ không phải là nước Mỹ để nó lộn xộn vậy. Mình tưởng là mặc, còn mấy cái hãng thường thì người ta không bắt buộc, nhưng mà mấy cái hãng mà cũng phải tiếp khách về lịch sự mà chứ, chứ là anh phải mặc cho đúng. Ông hiện nay trong tủ giày của ông có bao nhiêu đôi ạ? Vài chục đôi. Vài chục đôi. Thế tủ quần áo thì có bao nhiêu bộ ạ? Đếm không xuể. Đếm không xuể. Bây giờ thì 100. Cỡ đó, nhưng mà bây giờ tôi bỏ bớt đi những cái mốt mới vì là mặc hơi chật lại. Anh em giờ các cái quần áo cũ tôi hàng hầu như là tôi còn cho đi, tôi phải mua lại cái quần áo mới. Bây giờ áo nó hơi bó, như anh thấy áo nó hơi bó thì
nó không rộng nữa. Hồi xưa nó rộng, bây giờ người ta không mặc rộng nữa. Thời trang bây giờ không rộng nữa. Không rộng nữa, quần ông hơi chặt lại nên không có rộng nữa. Như cà vạt bây giờ nó nhỏ lại chứ nó không lớn nữa. Hồi xưa nó nhỏ rồi nó lớn thì nó nhỏ lại. Quán cà phê Gypsy vào cuối tuần. Là anh thấy là có những giày thể thao ấy, có cái đôi cả $1,000 mà đôi. Giá cả giá của cả từng món trên người, ông cho biết cái giá cả của từng món ạ. Dạ. Cái kính này là gần 2,000 đấy. Và các chế mà mắt được protection và mà lại được đi nắng thì nó tối lại, mà vào dâm thì nó sáng ra. Mà nhìn xa nhìn gần như vậy được hết. Hơi nước bốc lên nó không bị lộn mịn mờ. Cũng phải trả tiền. Anh cái kính này gần 2,000. Kính đó không $2,000. Gần 2,000 cộng các chia mà. Và cái màu của nó cũng rất là tiệp với lại màu của bộ đồ ngày hôm nay. Không, cái này là kính thì mình giao thường thôi. Kính nó mắc lắm. Dạ. Cái mắt nó progressive, tức là anh nhìn xa nhìn gần. Nắng thì nó tối lại mà vào ấy thì nó sáng ra. Cái kính này là $2,000. Còn những món khác còn lại trên người từ trên xuống dưới ạ. À. Chiếc áo sơ mi này. Áo sơ mi của hiệu Guess. Không, trên 100 á. Áo Guess là trên 100. Không mua nó, không mua nó discount. Và đi xuống dần thì tới cái thắt lưng. Thắt lưng Blueberry này đắt lắm. Dạ. Mấy trăm đồng. Mấy trăm đồng chiếc dạ. Thắt lưng này đó. Blueberry mà. Dạ. Và chúng ta xuống chiếc quần. Quần này vải gì ạ? Vải nhung ạ. Còn cái này nó có cái gì tôi cũng quên cái tên đó rồi. Nó có cái này cũng có đắt tiền. Và trị giá của nó? Giá nó cũng phải cái quần này hơn 100 đồng. Hơn 100 đô cho cái quần. Chiếc áo khoác kia thì thế nào? Áo khoác thì làm cho... Ông có thể cầm ra cho mọi người xem không ạ? Hiệu Levi anh ơi, hiệu này lớn lắm. Áo sơ mi thì Guess mà áo vest hiệu Levi, jacket hiệu Levi bao nhiêu ạ? Design mới đó, cái này 150. 150. Và xuống tới đồ giày. Vớ thì bao nhiêu? Vớ thì tầm 10 đồng. Thế thì ông đã cho cái mọi người cái giá đó. À còn cái đồng hồ hiệu iWatch nữa. Apple Watch Series 6 này, cái Apple này Watch. Apple Watch Series này thì mua 530 thôi. 530 thôi. Nó đi với phone mà. Đi với cái iPhone. Ông đã cho biết tất cả những cái món rồi. Thế thì mọi người có thể làm một vài toán cộng nhanh chóng để biết rằng là... Cái này gọi phone được luôn mà, phone nó lên đây mình nói chuyện bằng cái đồng hồ luôn. À đúng rồi. Nó cũng nhiều xe, mọi nhiều, người tự làm một bài toán cộng sẽ biết ông Phạm Đức Hậu bước ra ngoài đường ngày hôm nay với cái trị giá trên người như thế nào. Kết luận cho câu chuyện ngẫu nhiên ngày cuối tuần ở quán cà phê Gypsy về thời trang, ông sẽ nói gì? Tôi khuyên rằng mọi người, các anh em, nhất là những người trẻ thì phải cẩn thận trong đấy. Mà có thể ăn mặc thì bình thường đi chơi thì ở bên Mỹ là dễ, quần jean áo thun thì cũng được, nhưng mà đi làm hay đến chỗ nào thì cũng ăn mặc cho nó kín đáo, cho nó đàng hoàng một chút xíu để tỏ ra y phục xứng kỳ đức mà. Y phục xứng kỳ đức. Vâng, thì là mình phải ăn mặc. Diễn ra tiếng Việt là gì ạ? Tiếng Việt y phục xứng kỳ đức, tức là ăn mặc cho nó phù hợp. Trên dịch đại như thế thôi, cho nó phù hợp. Với cái câu châm ngôn đó của ông Phạm Đức Hậu, chúng ta sẽ tạm chấm dứt cái câu chuyện ngẫu nhiên khởi đi từ đôi giày rất điệu đàng của ông ngày hôm nay, một ngày cuối tuần ở quán cà phê ở Bonsai. Xin chào ông. Dạ, cảm ơn anh. Yeah.
Quý đồng hương, chúng tôi là Kimberly Hồ, ứng cử viên dân biểu tiểu bang địa hạt 70. Hiện nay lá phiếu đã được gửi về nhà cho tất cả quý vị. Xin quý vị tô vào ô số 1 cạnh tên Kimberly Hồ. Nếu quý vị chưa nhận được lá phiếu, xin gọi 714-643-2626 để bỏ tận gốc. Không có bưu điện, xin mời quý vị đến văn phòng bỏ phiếu của người Việt trong khu nhà hàng Song Long trên đường Bô Sa. Có nhân viên nói tiếng Việt và có xe đưa đón. 714-643-2626. Hãy cùng nhau đi bầu. Pay for by Kimberly Hồ for Assembly 2022.